Cuối tuần rồi, chào tất cả các bác nha Chào mừng tất cả các bác đến với kênh của em Huyền Giao Phúc Sen Cao Bằng Các bác nha, hôm nay là đều là những dòng dao có vỏ mà cơ bản đều là hàng sẵn các bác nha Bác nào ưng con nào thì cứ báo em thôi Đấy, một phần cũng là hàng sẵn và một phần cũng là hàng trả khách cho tất cả các bác rồi Nên các bác yên tâm, hàng của bác thì bao giờ trước khi trả khách này Thứ nhất là em hay lên video để các bác biết là con hàng khi mình đặt và sau khi mình sẽ được trả sẽ như thế nào và những con hàng nào là những con hàng, hàng sẵn này bác ưng cái vỏ đấy và ưng với cái giá đấy thì mình cứ báo và ủng hộ anh em thợ rèn của xưởng dao phúc sen đi cao bằng các bác nhá mà giao thì chuẩn thương hiệu giao phúc sen và đi từ làng nghề phúc sen các bác nhá vào miền nam thì mất dao động vào khoảng 6 đến 7 ngày là từ sài gòn đến cà mau thì nó sẽ rơi vào 6 đến 7 ngày các bác nhá còn đổ lại biển Bắc thì nó dễ rơi, rơi vào khoảng 5 ngày như vậy các bác nhá. Đấy, sau đây là mã số 1, mã số 1 thì hôm nay em có lên bên Zalo rồi đấy ạ. Em sẽ có lên bên Zalo với tập khách hàng quen của em là em nói là hôm nay em sẽ để con này cho các bác chỉ có là 380 000 một em. Thì các bác tham khảo em số 1 này giúp em bởi lưỡi em này là rủi rơi vào 13 thôi, độ dày sống lưng của 1 ly rưỡi. Thì con này các bác thái lòng gọt cho em nhá. Thái lòng gọt khi mình đi câu thôi. Chủ yếu em này là để các bác thái lòng gọt đi câu này, vỏ gỗ cầm chỉ cho đấy. cả các bác tương đối là chắc chắn. Nó là hệ cực kỳ nhỏ gọn như thế này thôi các bác nhá, giá chỉ có 380 000 một con cả vỏ các bác ạ. À. Đấy, đến mã số 2 là một em mèo để chuyên các bác đi rừng này, à, mình đi câu đi phượt này, cho thế các bác thuận tiện vừa tay mà con số 2 là bộ gỗ cầm chỉ gỗ cầm chỉ nên là cái đường vân của nó thì lên cực kỳ là êm và đẹp quá nhá bác là con này thì mình cứ báo em thôi đấy vỏ gỗ cầm chỉ cũng rất là đẹp bởi vì đường vân của nó lộ rất là rõ ràng luôn nó phô hết được cái đẹp của dòng gỗ cầm chỉ còn bác là thích e ấp một tí thích mun ẩn một tí thì các bác lựa chọn cái gỗ môn cho em Đấy, con cầm chỉ này em duy nhất một con hàng sẵn Bác nào ưng thì bảo em mã số 2 480 nghìn một em giá chưa bao giờ thay đổi Đối với cái dòng cầm chỉ vỏ vuông như thế này các bác nhá Đấy này cá nó vót đốt trúc như thế này cho tất cả các bác con chất liệu sử dụng thì các bác yên tâm người ta đập một phát búa thì anh nhà em phải đập đến 3 phát đến 4 phát búa nên nhìn con hàng đập bằng tay hoàn toàn nhưng không bị lỗ chỗ các bác nhá không bị lỗ chỗ nhìn con hàng nó mịn màng nó đẹp đẽ như thế này các bác nhá Đấy, họ đập 1 thì mình phải đập 3, đập 4 Thì con hàng nó mới sắc xảo hơn Ngày họ làm được mấy chục con Thì mình làm được vài con Cái đấy là mình chấp nhận các bạn à. Đấy, ví dụ nó là như thế Nên là các bác yên tâm về cái chất lượng thôi Em bác, em bán hàng lẻ là chủ yếu mà Em nói với các bác nhiều rồi Nhà em thì thề được bao nhiêu, bán bấy nhiêu Nên em lẻ chủ yếu Thì các bác xem xe Thì em này có giá là 480 nghìn một em Đến mã số 3 hôm nay có bác nào hỏi em Cái con này nhỉ, hôm nay vừa có bác nhắn tin qua Zalo Hỏi em con này là còn con nào không thì là hôm qua mình như em vừa lên con này xong đúng không ạ? Thì rất là may là em còn đúng một con này thôi Thì các bác đang xem cái video hôm nay thì mình cứ báo lại em Và giá em vẫn chỉ để là 330.000 một con thôi các bác nhá Kể thành hai bên này Con này các bác đi câu Các bác nào mà thích thêm vỏ thì báo em thêm vỏ Hoặc là mình thích vỏ da thì mình có thể sử dụng vỏ da được các bác nhá Gọn nhẹ cho tất cả các bác Đấy Lưỡi 21 bản rộng rơi vào 3,5 và độ dày sống lưng giờ 4 ly các bác nhá cán hai tầng gỗ mun dòng gỗ hiếm chốt đinh chốt đinh cho tất cả các bác đấy hai tầng gỗ có lá chắn đồng vàng đây nhìn con hàng nó sẽ rất là sáng các bác nhé thuận tiện để các bác sử dụng còn nếu mà bác nào mà mình thích dòng mèo truyền thống thì mình sẽ không thể nào bỏ qua cái video này trong cái hai con mã số 4 và số 5 cho em đây là dòng mèo cán ốp các bác nhá dòng mèo cán ốp này vót vân tay chốt một hai ba bốn đinh có lỗ sỏ dây ở cuối dao tất cả bác ốp phun tang như thế này các bác nhá Đấy, lưỡi này là 21 độ dày sống lưng là 5 ly, bản rộng rơi vào bản 4,5. Con này là có vỏ gỗ mun. Đấy. Con này là vỏ gỗ mun như thế này các bác nhá. Đó, một em vỏ gỗ mun như thế này. Hơi cong, các bác nhìn cái dáng của nó sẽ hơi cong, các bác thấy không ạ? À, dòng cán ốp này thì em sẽ để cho các bác giá là lưỡi 21 thì để cả các bác là 580.000 một em mèo này chặt đầm tay và mình sẽ có cái sự chắc chắn của mình khi mà mình cầm đầm tay các bác nhá với cái lực chặt là dày 5 ly thì bao các bác là chặt nặng này chặt xương ống chân giò này cây củi to thì các bác thoải mái nhá con này bác đi câu thì bỏ ba lô phượt thì cũng rất là vừa vặn thôi đấy em lưỡi 21 còn đây sẽ là một em lưỡi 25 ở mã số 5 lưỡi 25 ở mã số 5 các bác nhá vỏ cũng là vỏ gỗ mun ạ à. vót đốt sống như thế này cho tất cả các bác này vót đốt như này cho tất cả các bác vỏ là vỏ nhọn này Đấy Cán là cán ốp các bác nhá Cán là cán ốp phun tăng uh, Chốt ba đinh này Có vân tay này Ốp như thế này thì các bác cầm cực kỳ là chắc chắn về sau này các bác nhá Lưỡi là mèo hơi cong hơi hết Bác nào thích dáng con này thì hiện tại em đang sẵn con này Và để giá cho tất cả bác chỉ có 610 nghìn thôi các bác nhá 610 nghìn em này ạ Lưỡi 25 610 nghìn dòng cán ốp Bác nào thích mẫu này thì bảo em Mèo chuyên đi rừng cho tất cả bác Đi rừng đi phượt đi câu Đấy Đây các bác nhá đó. Đến mã số 5, mã số 4 số 5 là hai con mèo cán ốp này. Hai con mèo cán ốp sử dụng dòng u của Nga các bác nhá. Hai mèo cán ốp sử dụng dòng u của Nga, đều là dày 5 ly và chặt đầm tay cho tất cả các bác. Cán vỏ đều là sử dụng dòng vỏ gỗ môn, dòng gỗ hiếm không ngấm nước, không mối mọt, nhẹ các bác nhá. Đến qua mẫu số 5, Em vẫn sẽ có những cái uh, dòng khác nhau Ví dụ như là gỗ mun hay là gỗ cẩm trì Thì mình vẫn là đan sen lẫn nhau các bác nhé Con số 5 là một em rau mèo Một em da mèo lưỡi 30 Đấy, dày sống lưng là 5 ly này 6 ly này Các bác thấy không ạ? Có lá chắn đồng vàng này hai đinh như thế này cho tất cả các bác này Đấy có vỏ như này luôn các bác nhá, có vỏ như thế này thì bác nào mà thích dòng mèo truyền thống thì mình tham khảo con này cho em. Dòng này dòng có chắn thì em sẽ để cho tất cả các bác là 695 000 nghìn một em các bác nhá. 695 000 nghìn một em mã số 6 ạ. Dòng mèo ạ. Nói chung là dòng da mèo là dòng dễ dùng nhất và cơ bản nhất, đa chức năng nhất. Nhưng nếu mà các bác muốn tham khảo dòng khác mà nó hiện đại một chút thì mình có thể tham khảo sang con này cho em. Con này là một dòng uh, parang, parang cán giọt các bác nhá. Parang cán giọt lưỡi 30, dày vẫn là 4 ly, mài trắng cả vỏ. Đấy. Em sẽ vào vỏ cho tất cả các bác xem nha Vỏ nó sẽ như thế này Em này thì sẽ có giá là 820.000 một em Con này các bác trưng treo phong thủy thì cũng rất là tuyệt vời nha Đi đường đi vượt thì các bác chặt cây bao tốt cho tất cả bác chặt bao khỏe nha Đấy Bác nào ưng mã số 7 thì báo em Mã số 7, số 8 sẽ cùng là một dáng dao Tuy nhiên nó sẽ khác về vỏ Như em này sẽ là sử dụng dòng cầm nam Em này sẽ sử dụng dòng cẩm nam nên nó sẽ màu đỏ như thế này các bác nhá. Cẩm nam ạ, à. một em là dòng cẩm nam và một em là dòng gỗ mun. Ờ, mỗi em thì mỗi bác có một cái sở thích màu sắc khác nhau và hợp mệnh màu màu khác nhau thì mình có thể lựa chọn khác nhau giúp em các bác nhá. Như mã số 7 là một em dao à, lưỡi tương tự nhá. Mũi tù nhá, bác nào không thích mũi nhọn mình sử dụng mũi tù. Ờ, con này thì là vỏ gỗ là gỗ nam này, đấy. Con này cả vỏ thì nó sẽ như thế này các bác nhá. Bác nào trưng treo phong thủy thì quá là ok đấy ạ Vừa trưng treo được mà mình vừa sử dụng trong uh, nhà bếp đi rừng được Có lỗ sỏ dây để treo bác treo dây ở đây mà Đấy nên các bác sử dụng yên tâm hoặc là các bác buộc vào đây là nó đã có cái g rồi Buộc vào đây là nó đã có cái g rồi các bác nhé Hàng hôm nay là tuyệt vời đấy các bạn Đấy nên là các bác ưng ừ, thì mình cứ gọi zalo của em là 0347 753 700 các bác nhé Đến mã số 9 nó là dòng Curi Số 9 số 10 là dòng Curi các bác nhé Số 9, số 10 là dòng Curi ạ Curi này thì um, Một phần là em cũng là hàng trả khách thôi Và cũng là lên giới thiệu tất cả các bác Curi 4 khâu Curi 4 khâu vỏ là hệ vỏ siêu Có cái đường uốn lượn như thế này à, Lưỡi 30 các bác nha Curi của em thì là lưỡi 30 mỗi tù dày 5 ly ạ Mài trắng các bác nha Đấy ba khâu đồng vàng chốt hai đinh ốp đồng ở đuôi dao cả vỏ em sẽ lên cả vỏ cho tất cả các bác cùng xem nhé em này thì sẽ có giá là 860.000 một em nhé cả vỏ 860 ạ Trưng cho phong thủy con này là ngon rồi Mà các bác mình đi phượt đi câu thì thoải mái Các bác mà sử dụng làm quà tặng quà biếu Thì mình tham khảo sang cái con mã số 2 Con mèo 15 này hoặc là các bác tham khảo sang cái vòng curi mini của em ấy để chuyên là hàng quà tặng quà biếu mà cho các bác mà mình có đam mê đi câu chẳng hạn hoặc là mình có cái cái sở thích với những cái dòng uh, giao nghệ thuật giao phong thủy thì mình tham khảo những cái con bé bé đấy cho em nhé đấy Đến mã số 9 xong mã số 9 em xin phép qua mã số 10 luôn. Xin phép qua mã số 10 cho tất cả bác là một hệ curry cắn ốp các bác nhá. Ốp đồng như thế này thì rất là sang, ốp đồng như vậy rất là sang nhưng mà ít có cái bác nào mà mình 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 tặng dao mà nó hơi dài như thế này. Thì các bác thường thường là tặng những cái con ngắn ngắn ấy thì các bác cứ tham khảo dòng curry mini. Còn đấy mà các bác để làm quà tặng biếu là em thấy đã có vài bác đặt để làm quà tặng biếu rồi đấy Nên bác cứ xem lại cái video của em hoặc lên tường mình xem cái dòng Puri Mini Mà chuyên quà tặng biếu các bác nhá Cho cái bác mà đi câu đi phượt đấy Đi câu chủ yếu các bác là tặng để chuyên đi câu nhá Đấy mà em Puri như thế này thì cũng có giá là 920 nghìn một em các bác nhá Tại vì sao? Vì con này bọc đồng rất là kỹ này Khâu đồng nguyên khối nên nó rất là sang các bác nhá Đấy Tổng thể con hàng nó sẽ nhìn như thế này Đó Bác nào mà mình ưng mẫu nào thì liên hệ zalo của em là 0347 753 780 cảm ơn tất cả các bác đã luôn ủng hộ anh em thợ hèn của xưởng Giao phúc sen hd để xưởng ra cho các bác nhiều mẫu mới hơn đấy bác nào mình muốn tham khảo giao bếp thì xem lại cái video hôm qua với em nhá xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video clip lần sau của xưởng Giao phúc sen hd các bác chào tất cả các bác cảm ơn tất cả các bác rất nhiều ạ xin chào.